Và kính thưa quý khán giả, tiếp đến nữa, một bản tin liên quan đến việc Tổng thống Zelensky sẽ có một bài nói chuyện trước Quốc hội Hoa Kỳ. Và theo lời của bà Nancy Pelosi, cũng như là lãnh đạo đa số Thượng viện, ông Chuck Schumer đã có một bức thư chung để gửi đến cho quốc hội lưỡng đảng cả Hạ viện và cả Thượng viện, nói rằng chúng tôi vô cùng tôn trọng và ngưỡng mộ người dân Ukraine. Chúng tôi mời tất cả các thành viên của Hạ viện và Thượng viện sẽ tham dự vào một diễn văn của Quốc hội Hoa Kỳ do Tổng thống Zelensky thực hiện của đất nước Ukraine phát biểu vào ngày thứ Tư ngày 16 tháng 3 vào lúc 9 giờ sáng. Bài nói chuyện này chỉ dành riêng cho các thành viên của Quốc hội mà thôi. Và có khoảng 300 nhà lập pháp các thành viên của Hạ viện và Thượng viện sẽ tham gia trong một cuộc gọi qua Zoom cùng với ông Zelensky vào ngày 16 tháng 3. Và kể từ khi mà Quốc hội Hoa Kỳ đã, đã đồng ý cho một cái ngân sách và chuyển đến cho Ukraine 13,6 tỷ đô la tiền viện trợ, thì Hạ viện cũng đã thông qua cái điều luật này này và đặc biệt là hồi tuần trước cũng đã chúng ta thấy rằng là tổng thống biden đã đưa ra một cái đề xuất rất là quan trọng đó là cấm không có nhập khẩu dầu từ nga nữa và giá xăng dầu thì chúng ta vẫn đang cao ngất ngưỡng tuy nhiên tất cả những hình phạt gửi đến cho nga thì chúng ta vẫn phải làm và bây giờ điều quan trọng nữa là chắc chắn sẽ có những thay đổi sẽ có những biến động và sẽ có những điều mà nước mỹ sẽ hành động mạnh mẽ hơn để giúp cho người dân của ukraine với lại cái bài phát biểu của ông zelensky khi mà ông zelensky bây giờ đây đã được mời phát biểu trước rất là nhiều quốc hội của các quốc gia bên phía châu âu ông cũng đã mời luôn để nói chuyện trước nghị viện của anh rồi sau đó là nói chuyện luôn trước hội đồng của châu âu để khi mà ông gian xin gia nhập vào eu rồi cũng như bây giờ là tới quốc hội mỹ đây là chắc chắn là một cuộc gọi rất là quan trọng một cuộc gặp gỡ rất là quan trọng của Quốc hội để từ đó có thể đánh giá được tình hình và cũng như là cái mở lòng hơn và để cho ông Zelensky có cơ hội để thuyết phục được Quốc hội Hoa Kỳ có thể thực hiện những hành động mạnh mẽ hơn để giúp đỡ cho người dân Ukraine ví dụ như sẽ chắc chắn là thập thành lập ra một cái vùng cấm bay để bảo vệ cho người dân Ukraine hoặc là có thể bằng hình thức đâu đó gửi vũ khí đến giúp đỡ cho Ukraine chăng? Nhưng mà đây chắc chắn sẽ là một bài phát biểu vô cùng cảm động và VNA chúng tôi sẽ cố gắng để gửi đến cho quý vị những hình ảnh về cái cuộc nói chuyện này và cũng như bài nói chuyện của ông Zelensky đối với Quốc hội Hoa Kỳ được diễn ra vào ngày thứ tư tới đây, ngày 16 tháng 3 lúc 9 giờ sáng giờ miền Đông. Kính thưa quý vị.